Chào mừng các bạn đến với Việt Nam Thức Giác, chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tờ Thai Biết gạch ngang Vietnam.com của Thái Lan có bài viết Việt Nam, Thái Lan đặt mục tiêu giá trị thương mại vượt 25 tỷ đô la Mỹ ngày 9 tháng 10 năm 2024 trong khuôn khổ hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44 và 45 và các hội nghị cấp cao liên quan. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44 và 45 tại Vientiane, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Việt Nam đã có cuộc thảo luận với bà Pha Thông Thông. Thủ tướng và hai bên nhất trí tạo điều kiện thuận lợi, giảm bớt các rào cản thương mại giữa nhau nhằm đạt mục tiêu đạt kim ngạch thương mại 25 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Ngoài ra, phía Thái Lan đề nghị Việt Nam hỗ trợ đầu tư của Thái Lan vào Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực hóa dầu, năng lượng và ngân hàng thương mại. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác theo chiến lược FICONET để kết nối chuỗi cung ứng, kinh tế địa phương và chiến lược phát triển bền vững. Hai bên sẽ hỗ trợ tăng cường các chuyến bay giữa nhau, đặc biệt là việc mở đường bay thẳng giữa tỉnh Udon Thani của Thái Lan và các thành phố khác. Đồng thời, tại Việt Nam sẵn sàng ủng hộ sáng kiến 6 quốc gia, một điểm đến để thúc đẩy du lịch khu vực ASEAN của cả hai bên. Thông tin được tổng hợp bởi Trung tâm Thông tin Doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam, Đại sứ quán Hoàng gia Thái Lan, Hà Nội. Việt Nam đặt mục tiêu xuất khẩu hơn 26 tỷ đô la Mỹ nông sản vào năm 2030. Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã ký nghị quyết phê duyệt chiến lược phát triển nông nghiệp đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu xuất khẩu nông sản trị giá hơn 26 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Theo chiến lược như vậy, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng bình quân về giá trị nông sản 2,2-2,5 năm, chế biến nông sản 8-10% một năm, tỷ lệ diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp 10-15%, hữu cơ nông nghiệp ở mức 100% vào năm 2030 và đặt mục tiêu trở thành trung tâm chế biến nông sản của thế giới vào năm 2050. Mặc dù xuất khẩu của Việt Nam gặp nhiều thách thức trong năm qua, nhưng 11 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu nông sản đạt 24,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Các sản phẩm có giá trị xuất khẩu cao nhất lần lượt là cà phê, gạo, rau quả, hạt điều, tôm, gỗ và sản phẩm từ gỗ. Thái Lan, Việt Nam đẩy thương mại vượt 800 tỷ bạc. Thủ tướng thảo luận song phương Thái Lan Việt Nam, Chủ tịch nước Việt Nam nhân chuyến thăm chính thức Thái Lan thúc đẩy hợp tác toàn diện đẩy thương mại lên hơn 800 tỷ bạc, thúc đẩy nền kinh tế kỹ thuật số và hợp tác hòa bình. Sau cuộc hội đàm song phương Thái Lan, Việt Nam, Thủ tướng và Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam họ đã tổ chức một cuộc họp báo chung, có thể tóm tắt trong 4 lĩnh vực như sau: 1. Thúc đẩy quan hệ đối tác vì hòa bình và ổn định. Hai nhà lãnh đạo hài lòng với quan hệ hợp tác song phương Thái Lan Việt Nam. An ninh và quốc phòng bằng cách giao cho các cơ quan liên quan của hai nước tăng tốc và tăng cường hợp tác cụ thể về các vấn đề an ninh và quốc phòng mà cả hai bên đều có lợi và mối quan tâm chung. Cả hai nhà lãnh đạo đều hoan nghênh kế hoạch gặp mặt và tư vấn cấp cao tăng cường hợp tác chính trị và ổn định ở mọi cấp độ. 2. Tăng cường quan hệ đối tác để phục hồi và tăng trưởng bền vững, linh hoạt. Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh sự tăng trưởng liên tục của thương mại song phương Thái Lan Việt Nam. Mặc dù nó đã bị ảnh hưởng bởi sự lây lan của COVID-19, Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN. Trong khi đó, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ hai của Thái Lan trong ASEAN. Cả hai bên đặt mục tiêu thương mại song phương là 25.000 triệu đô la Mỹ hoặc 875.000 triệu bạc vào năm 2025. Lãnh đạo hai bên đã giao các cơ quan liên quan đang tăng cường nỗ lực để quá trình xuất nhập khẩu trở nên dễ dàng hơn, tạo thuận lợi cho thương mại xuyên biên giới và quá cảnh hàng hóa sang nước thứ ba, giải quyết trở ngại đầu tư và nghiên cứu các cơ hội hợp tác mới, đặc biệt trong nền kinh tế số, thương mại điện tử và công nghệ tài chính. Điều này bao gồm thanh toán xuyên biên giới thông qua mã QR. Lãnh đạo hai bên coi trọng việc thúc đẩy tạo thuận lợi và bảo vệ đầu tư ở cả hai nước. Thủ tướng hoan nghênh sự quan tâm ngày càng tăng của các nhà đầu tư Việt Nam đối với việc đầu tư vào Thái Lan và mong muốn nhận được nhiều đầu tư hơn nữa từ Việt Nam vào Thái Lan. 3. Thúc đẩy quan hệ đối tác để phát triển và trao đổi giữa mọi người. Hai nhà lãnh đạo hài lòng ghi nhận tiến triển trong hợp tác kỹ thuật và phát triển và nhất trí hợp tác về các vấn đề quản lý nước ở tiểu vùng sông Mekong. Lãnh đạo hai bên đánh giá cao hợp tác song phương Thái Lan Việt Nam về văn hóa và du lịch và trao đổi giữa mọi người sẽ tận dụng tối đa sự hợp tác giữa các tỉnh của hai nước, thúc đẩy trao đổi giữa mọi người trên quy mô rộng và sâu sắc hơn, đặc biệt là trong thế hệ mới của đất nước. 4. Tăng cường quan hệ đối tác khu vực và quốc tế.
cả hai nhà lãnh đạo đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Thái Lan và Việt Nam phối hợp chặt chẽ lập trường trong các vấn đề quan tâm và cùng có lợi trong khuôn khổ hợp tác khu vực và chủ nghĩa đa phương mà cả hai nước đều là thành viên. Hai nhà lãnh đạo nhất trí Thái Lan-Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ để thúc đẩy đoàn kết, tính trung tâm và hành động của ASEAN trong việc giải quyết các vấn đề đang nổi lên. Của lãnh đạo hai bên thể hiện sự ủng hộ hoàn toàn đối với vai trò của ASEAN trong vấn đề Myanmar, hai nhà lãnh đạo vẫn sẵn sàng làm việc cùng nhau. Hợp tác chặt chẽ thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế khu vực, RCEP, lãnh đạo hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải ở và bay qua Biển Đông và thừa nhận lợi ích của Biển Đông là biển hòa bình hỗ trợ giải quyết xung đột bằng các biện pháp hòa bình. Không có sự đe dọa hoặc sử dụng vũ lực đưa giá trị thương mại Việt Nam, Thái Lan sớm vượt mục tiêu 25 triệu đô la Mỹ chiều ngày 25 tháng 10 năm 2023 tại trụ sở Tân Phú. Thủ tướng Tân Phú Phạm Minh Chính đã tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Pampor Bahidanukarayan bắt đầu từ ngày 26 tháng 10 năm 2023. Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh ông Pampor chọn Việt Nam là nước đầu tiên thăm viếng sau khi được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thái Lan. Ước tính chuyến thăm này sẽ góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Thái Lan. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng tới viếng nhà vua, thủ tướng và lãnh đạo cấp cao Thái Lan, bày tỏ niềm tin Thái Lan sẽ ổn định và thịnh vượng hơn, vai trò và vị thế của nước này trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan chúc mừng chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian tiếp đoàn. Ông đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong phát triển kinh tế, xã hội, đồng thời nhấn mạnh nền kinh tế Thái Lan và Việt Nam vẫn còn tiềm năng và sẵn sàng tăng cường hơn nữa hợp tác, khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Thái Lan trong khu vực. Trao đổi về hợp tác song phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai nước tiếp tục thúc đẩy và đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam, Thái Lan lên tầm cao mới, tăng cường trao đổi đoàn cấp cao các cấp thông qua các kênh đảng, nhà nước, chính phủ, quốc hội, thực hiện hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, đặc biệt là cơ chế họp nội các chung do cả hai thủ tướng chủ trì. Trên tinh thần đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại lời mời của Thủ tướng Thái Lan thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì phiên họp nội các chung Việt Nam, Thái Lan lần thứ tư vào năm 2024. Thủ tướng cũng đề nghị hai bên tiếp tục duy trì cơ chế họp hiệu quả của Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương, triển khai chương trình hành động triển khai hợp tác chiến lược tăng cường Việt Nam, Thái Lan giai đoạn 2022-2027, thúc đẩy phát triển thương mại và mở rộng đầu tư, triển khai sáng kiến hiệu quả C3 kết nối, bao gồm cả kết nối chuỗi cung ứng, kết nối các lĩnh vực kinh tế, địa phương và doanh nghiệp, kết nối chiến lược tăng trưởng xanh và bền vững của hai nước và cùng hợp tác trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi kỹ thuật số, năng lượng xanh. Thủ tướng đánh giá cao việc Thái Lan vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN và là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 9 tại Việt Nam, đề nghị hai bên phối hợp, nỗ lực đưa giá trị thương mại song phương đạt 25 tỷ đô la Mỹ sớm theo hướng cân bằng hơn, hạn chế các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa giữa hai nước. Thủ tướng cũng đề nghị chính phủ Thái Lan tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam làm ăn, sinh sống và học tập tại Thái Lan. Chúng tôi hoan nghênh việc tăng số lượng chuyến bay thẳng giữa hai nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh tế, văn hóa và du lịch. Trao đổi giữa người với người, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hoan nghênh động thái đưa hợp tác chiến lược Việt Nam, Thái Lan lên tầm cao mới, xác nhận mong muốn sử dụng chiến lược của bạn. Thực tế có E3 mối liên kết giữa hai nước, nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và triển khai các cơ chế hợp tác song phương quan trọng, thúc đẩy hợp tác về chính trị, kinh tế và du lịch, kết nối đường hàng không và đường bộ, giao lưu văn hóa giữa con người với nhau. Phó Thủ tướng Pampor cho biết doanh nghiệp Thái Lan tin tưởng vào tiềm năng của mình, môi trường đầu tư và mong muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam, đề nghị chính phủ Việt Nam tiếp tục hỗ trợ các nhà đầu tư Thái Lan triển khai dự án tại một số khu vực của Việt Nam. Trong đó có dự án năng lượng, thúc đẩy và khẳng định chính phủ Thái Lan sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Việt mở rộng đầu tư vào Thái Lan. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan đánh giá cao và nhất trí phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong các cơ chế đa phương và khu vực, trong đó có hợp tác phát triển tiểu vùng Mekong, quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên nước sông Mekong. Khẳng định Thái Lan sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam và các nước ASEAN để tăng cường đoàn kết,
vai trò trung tâm và quan điểm chung của ASEAN, đặc biệt trong những vấn đề quan trọng như vấn đề Biển Đông. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Pham Kri cảm ơn và khẳng định sẽ thông báo cho Thủ tướng Thái Lan về lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Việt Nam. Đồng thời phối hợp với Bộ Ngoại giao Việt Nam đã sắp xếp thời gian thích hợp cho chuyến thăm này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!